lên ở miếng trên kia cắt luôn mà không biết có lên không nha các bạn. Thì cá luôn người ơi, 4-5 người luôn. Đi người. Đi một người đó nè. Ồ, có cá gì ta, lên cá vậy. Ếch nhiều mà. Đi người đó. Mùa này để đi chích cá dạo cái này là ăn hết luôn nha các bạn. Tiền anh đó nè. Mới vô mà được bao rồi đó. Còn bên kia vòng thì ta đang đẩy côn rồi nha các bạn. Đây đang bắt cá các bạn ơi. Đồ đựng con rồi đó. Trên kia thì cũng đang xịt cá luôn. Này xịt một chợt. Rồi tải lúa luôn các bạn ơi. Giờ đang điện hỏi chủ ruộng không biết có lên cắt miếng kia không nha các bạn. Nhưng mà coi lên mình sẽ quay tiếp nha các bạn. Đây thì bác chú ruộng đang chạy lên các bạn ơi. Quá trời cực khổ luôn, hôm ngày ổng dầm mưa đó. Đã từng lãi rồi các bạn ơi, ổng vét nước ra từ lưa hết trơn. Bây giờ tới ngày cắt rồi cũng yên nữa, cái miếng bên kia là chưa có đắp cao su rồi nữa kìa. Tính cắt bữa nay biết mai với máy nó ngày mai biết nói chờ không nha các bạn. Đang chạy vô hỏi ý với chủ máy cắt các bạn ơi. Bây giờ là chạy vỏ được luôn, quá trời nước luôn các bạn. Cái máy cũng đi tới chỗ chủ ruộng đặng hỏi xem có cắt tiếp không nha các bạn. Kêu nghỉ cái gì rồi. Lên cá hoài luôn ta. Chưa biết như thế nào, không biết cắt nữa không à. Tại vì miếng kia chưa bơm các bạn ơi, chắc không cắt quá. Không biết anh chủ máy này anh có đợi không biết. Miếng kia mơ mới cắt được. Trong lúc đợi anh chủ máy bàn với chú ruộng thì các bạn tạm xem cái đẩy côn nữa các bạn ơi. Ây da, có cá rồi. Ồ, không phải. Cá chuối rồi các bạn ơi. Quá sâu luôn trời.
cá không đây. Rồi có các bạn. Có quá trời bự luôn cá kìa các bạn ơi. Trời trời không thấy, nên cầm bên kia không thấy. Cá nhiều lắm các bạn ơi, miếng này. Thường thường là anh đẩy là một ngày là 7-8 kg, cả chục ký đồ các bạn ơi. Cá lóc không à, đẩy kiểu này. Rồi về chích cá này các bạn. Này đa số ếch nhiều các bạn ơi. Ồ, cầm con cá chê trên tay nữa kìa. Này là dân xịt cá nghiệp dư các bạn ơi, không có đồ nghề đủ. Xách cái bao, nãy quẩy cái bao, giờ bỏ cái bao đâu có tiêu. Lên cá, lên cá. Hết. Này chưa thỏa thuận xong nha các bạn. Rồi nó kéo nó dậy lên nha các bạn. Quá trời nước kìa trời. Mình bơm ga còn vậy, không bơm ga là thôi luôn. Video mình tới đây xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha mọi người.